vũ trụ trong Phật giáo. Một trong những câu hỏi căn bản của con người là vũ trụ từ đâu mà có? Bởi con người nhìn thấy vạn vật tuần hoàn, thiên nhiên hoạt động và toàn thể vũ trụ sinh hoạt theo một quy trình có trật tự sắp xếp. Nhìn bầu trời với trăng sao tinh tú, trái đất với cây cỏ lá hoa, núi đồi, sông biển, đất cát với đủ sinh vật lớn nhỏ hiền dữ và thời tiết bốn mùa xoay vần, người ta không khỏi bỡ ngỡ trước kỳ công vũ trụ và đặt câu hỏi về nguồn gốc của nó. Các triết gia thì cho rằng vũ trụ được tạo hoặc từ nước, hoặc khí, hơi nóng. Các tôn giáo hầu hết đều khẳng định vũ trụ là tác phẩm của đấng tạo hóa hay thượng đế, ngọc hoàng, Brahma. Nhưng riêng Phật giáo lại không quan niệm như các tôn giáo và cũng không chấp nhận các lý giải nào của các triết gia. Có thể vì Phật giáo không hẳn là tôn giáo đúng nghĩa, cũng không hẳn là một hệ thống triết học thuần túy. Chúng ta cùng chia sẻ quan niệm về vũ trụ của Đức Phật. Trước hết, đối với Phật giáo, vũ trụ, vạn vật được sinh ra như thế nào không có gì quan trọng. Và đó không phải là vấn đề cần quan tâm, bởi điều quan trọng cần tìm kiếm là con người thực tiễn đang sống trong những thực tế của cuộc đời. Một cuộc đời đầy khổ não, và bây giờ phải làm thế nào để diệt khổ, trừ não cho con người. Nói như thế, không có nghĩa Phật giáo phủ nhận sự hiện diện của vạn vật vũ trụ, nhưng sự hiện diện đó, giáo thuyết Phật giáo chỉ là sự hiện diện mang tính hiện tượng, có sinh, có diệt. Sự hiện diện của vũ trụ được quan niệm là vạn vật tự sinh ra, không do tay một đấng chủ tạo nào, cũng không có sự can thiệp thần thiên, mầu nhiệm cao siêu nào, mà chỉ do nhân quả tiếp nối mà thành. Cái quả bây giờ là do cái nhân đã có trước, cái nhân ở trước là do cái quả ở trước nữa, cứ thế mà trở ngược lên mãi. Nhân quả này nọ không bao giờ cùng. Như thế, vũ trụ theo Phật giáo là không có cái ban đầu, không có khởi điểm, vì ngay thời gian cũng chỉ là một ý niệm rất tương đối. Tính không có khởi đầu của vạn vật và không có sự can thiệp của một đấng được tạm gọi là tạo hóa, đặt nền tảng trên sự có sinh có diệt của vạn vật trong thế giới, để rồi không có thực thể độc lập riêng rẽ vĩnh cửu nào, vì tất cả mọi vật trong vũ trụ, tức pháp, chỉ tồn tại nhờ duyên khởi. Duyên khởi là nguyên nhân hay lý do sinh khởi của thế giới hiện tượng, nghĩa là cứ cái này là nhân của cái kia là quả của cái nọ, và tất cả chỉ là những hiện tượng trong pháp giới duyên khởi. Từ những gì lớn lao như trăng, sao, mặt trời cho đến những vật nhỏ bé li ti đều có được do trùng trùng duyên khởi mà thành. Nói cách khác, đó là những chủng tử đã phải trải qua biết bao phản ứng biến thái để kết thành vật chất mà chúng ta thấy trong vũ trụ. Lý thuyết duyên khởi rất quan trọng trong Phật giáo. Con người mang nghiệp, nghiệp là nguyên nhân sinh ra đau khổ, mà Đức Phật gọi là hoặc nghiệp, hoặc nghĩa là mê hoặc. Con người tạo nghiệp cho chính mình và tùy theo nghiệp đã tạo mà đầu thai ở kiếp sau. Nếu tạo nghiệp lành thì kiếp sau vẫn được làm người, và vũ trụ chung quanh vẫn như thế, không biến đổi với kiếp làm người mới. Nhưng nếu tạo nên nghiệp nhân dữ thì sẽ bị đầu thai làm súc sinh, và vũ trụ chung quanh sẽ biến đổi theo tầm mắt của súc sinh. Nói tóm lại, vũ trụ bị biến đổi theo nghiệp của mỗi người trong vòng luân hồi tái sinh, đầu thai. Được tiếp tục làm người thì vũ trụ vẫn không thay đổi với cái nhìn của người. Nhưng nếu bị đẩy xuống làm súc sinh
thì vũ trụ sẽ biến đổi theo cái nhìn của súc sinh. Tính tương đối của vũ trụ trong Phật giáo hoàn toàn đặt trên nghiệp của mỗi người và làm nổi bật cái vô thường, hiện tượng của thế giới vạn vật. Ta có thể kết luận, định luật nhân quả tạo nên một dây không bao giờ ngắt ngang, đứt quãng của các sinh, diệt, diệt sinh, và vũ trụ cứ thế với vạn vật. Có rồi mất, mất rồi có. Đó là một thế giới hiện tượng và vô thường. Hiện tượng và vô thường vì trong vũ trụ không có cái có tuyệt đối và cái không tuyệt đối, nhưng tất cả đều là những cái có, cái không tương đối, nghĩa là chúng phải dựa vào nhau mà thành. Thế nên, tất cả vạn vật trong vũ trụ đều có thành, có trụ, có hoại, có sinh. Do đó, không và có đều có một lần. Cho nên, không thể có nguyên nhân đầu tiên của cái có. Một cách xác thực hơn, Phật giáo nhìn vũ trụ trong nhãn quan vô thường, hiện tượng và biến đổi không ngừng theo nghiệp do duyên khởi hình thành. Điểm quan trọng khác trong vũ trụ quan của Phật giáo đó là người con Phật không cần quan tâm nhiều đến việc giải thích vũ trụ, vì đối với Đức Phật, chuyện giải thích vũ trụ bắt đầu thế nào, hình thành ra sao là chuyện không cần thiết cho mục đích giải thoát, giác ngộ của con người. Theo tỳ kheo Mang Đồng Tử có lần hỏi Đức Phật về thế giới siêu hình. Bạch Thế Tôn, thế giới thường hằng hay không thường hằng, hữu hạn hay vô hạn, linh hồn với thân xác là một hay tách biệt, và ngay cả chính Như Lai, tức Đức Phật, sẽ tồn tại sau khi chết hay không tồn tại? Trước câu hỏi của vị tỳ kheo, Đức Phật đã im lặng, không trả lời. Sự im lặng của Ngài muốn nói lên chân lý không thể diễn tả bằng lời, và mỗi người sẽ phải tự mình nghiệm ra chân lý, chứ không ai nghiệm thay cho ai. Còn đối với vũ trụ là thế giới hiện tượng lẫn quẩn trong vòng sinh diệt thì mỗi người càng phải tự nghiệm ra. Theo Đức Phật, muốn nghiệm chứng chân lý thì chỉ có một cách duy nhất là tự mình tu tập để nghiệp ra, chứ không thể nói hay dựa theo bất cứ định lý nào ở bên ngoài hay vay mượn của ai. Coi vũ trụ vạn vật là chuỗi dài những sinh diệt, diệt sinh do nhân quả và biến đổi vô thường, nên Phật giáo không chấp nhận bất cứ một thượng đế hay thần linh nào đã sáng tạo ra vũ trụ như một kiến trúc sư vẽ và xây dựng một căn nhà. Một lần nữa, Phật giáo nhìn vũ trụ là thế giới hiện tượng, và chỉ có bản tâm mới chính là thế giới trường tồn, bất tử vượt khỏi thế giới hiện tượng vô thường. Bản tâm hay chân như cũng được gọi dưới các tên khác là chân tâm, viên giác, thắng nghĩa, Phật tánh, giác tánh, như như, nhất như. Và chỉ có những vị đại giác ngộ mới có thể trực nhận hay chứng được thực tại chân lý mà thôi. Cách hay nhất để trực nhận thực thể là im lặng, lìa xa văn từ, ngôn từ để nhận ra bằng chính chân tâm. Đó chính là thái độ của Đức Phật dưới gốc Bồ Đề. Ta còn gặp thái độ thực tiễn nhắm thẳng nhu cầu cấp bách cứu khổ cho con người hơn là đi tìm những chuyện viển vông xa vời, không đụng chạm đến đời sống thực tế. Bằng chứng là ngay trong ý niệm siêu hình về nguồn gốc của vũ trụ, Đức Phật thay vì trả lời tỳ kheo Man Đồng Tử, Ngài đã kể câu chuyện của người bị trúng tên độc. Trong câu chuyện này, Ngài đã dạy chúng sinh chuyện quan trọng cấp bách phải làm trước. Một người bị trúng mũi tên tẩm thuốc độc là gấp rút giải phẫu để lấy chất độc ra hầu cứu sống người bị nạn. Còn vấn đề nguồn gốc của mũi tên hay tung tích của người bắn tên không quan trọng, bởi mục đích của Phật Pháp là lo cứu chữa người bị bắn tên hơn là truy lùng tung tích của thủ phạm. Như thế, nỗi đau đớn và cơn nguy tử của con người bị trầm luân trong biển khổ mới thật là ưu tư của người con Phật, chứ không phải của câu hỏi siêu hình không thiết thực, xa vời cảnh sống thực tế. Cũng vậy, khi
khi được hỏi về Niết Bàn mà trước đó các môn đệ của Đức Phật thường nghĩ đó là một địa chỉ, một nơi chốn nào đó mà người giác ngộ đến được sau khi đã diệt lòng ham muốn, lòng nóng giận hận thù, lòng si mê sai lạc, Đức Phật đã dạy: Niết Bàn không phải một cõi, một cảnh, một tâm trạng, cũng không phải là hư vô. Nhưng Niết Bàn không dùng ngôn từ mà diễn tả được, mà chỉ có tâm thanh tịnh và chính trực, thoát khỏi mọi nghiệp chướng, mọi ham muốn thấp hèn mới thấy được. Chỗ khác, tỳ kheo Na Tiên đã trả lời vua Milinda khi được hỏi về Niết Bàn: Tâu hoàng thượng biết gió, nhưng hoàng thượng không biết gió màu gì, hình dáng ra sao, dày hay mỏng, dài hay ngắn. Cũng thế, Niết Bàn là cái có thật mà không thể dùng ngôn từ mà diễn tả cho con người được. Chỉ có người thoát khỏi lửa của tham, sân, si sẽ hưởng cái sung sướng của Niết Bàn. Người thoát ra khỏi những tâm niệm bất thiện sẽ có niềm vui của Niết Bàn. Người thoát khỏi cái lo sợ sinh, lão, bệnh tử sẽ hưởng hạnh phúc của Niết Bàn. Do đó, khi bàn về vũ trụ quan, Đức Phật gần như không muốn đề cập đến mà chỉ dạy rằng tất cả đều là hiện tượng, và hiện tượng thì sinh ra ở đây mà cũng diệt ở đây. Vì thế, cái tâm thanh tịnh của con người mới là mục đích đi tìm. Vì khi có được tâm thanh tịnh, người ta mới nghiệm chứng ra được chân tướng của vạn vật, tức vạn pháp. Mà chân tướng thì vô sắc vô hình, không mùi vị, thì hỏi làm sao giải thích được. Vĩnh Gia Đại Sư trong Chứng Đạo Ca đã viết: Mộng lý minh minh hữu lạc thú, giác hầu không không vô đại thiên. Ý nói, cái tương đối khôn cùng của vạn vật trong vũ trụ quan của nhà Phật. Vầng mây bay đi đâu, theo cơn gió qua màu, mưa rơi xuống ngang đầu. Cành hoa rơi đêm thâu, lá vẫn xanh một màu, hương khuya còn in dấu. Người như đi bên nhau, nhưng ai biết trong nhau mang bao nỗi u sầu. Đời đôi khi thương đau, yêu thương có bao lâu, nói với nhau tình sâu. Chỉ mong cho trăng sao lung linh sáng trên cao, giữ mãi muôn đời sau. Để ta đi bên nhau trong chân lý thiên thu, như mơ ước ban đầu. Đường vô biên xa xôi đem tình thương khắp nơi, mong người yêu quý người. Sông ngoài kia vẫn trôi, hoa thềm xuân vẫn rơi, xin cùng đi mãi thôi. Sông ngoài kia vẫn trôi, hoa thềm xuân vẫn rơi, xin cùng đi mãi. Cơn gió qua màu, mưa rơi xuống ngang đầu. Người ơi xin theo nhau, dẫu khó khăn dãi dầu, trong tâm hồn nương nấu. Vì hư không bao la, trong chân lý sâu xa, như không bến không bờ. Xa xôi bay lên, theo nhau đến vô biên, khúc hát vui bình yên.
trên non cao hay tia nắng xôn xao lấp lánh qua vườn rau. Để ta đi theo nhau trong chân lý thiên thu như mơ ước ban đầu. Trong chân lý thiên thu như mơ ước ban đầu. Đường ta đi xa xôi đem tình thương khắp nơi mong người yêu quý người. Sông ngoài kia vẫn trôi, hoa thêm xuân vẫn rơi, xin cùng đi mãi thôi. Sông ngoài kia vẫn trôi, hoa thêm xuân vẫn rơi, xin cùng đi mãi thôi. Ta đi về nơi vô cùng ngập ánh dương. Niềm hạnh phúc là có nhau nghìn kiếp sau. Chân trời hồng vui ngập lòng lời mênh mông.